Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày trong phần nhật ký 141. Mời quý vị cùng theo dõi. Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp, gia tăng cả về tính chất và mức độ, nhất là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp, cần sa trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Với hy vọng quyết tâm bài trừ ma túy trong học đường, vừa qua Công an huyện Đan Phượng phối hợp với trường Trung học phổ thông Tân Lập, huyện Đan Phượng tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Tân Lập, huyện Đan Phượng đã được tuyên truyền về các nội dung, những loại ma túy phổ biến ở Việt Nam, tác hại của ma túy, nguyên nhân dẫn đến sử dụng ma túy, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy, tình hình người nghiện ma túy và tội phạm về ma túy, các quy định của pháp luật xử phạt các đối tượng phạm tội về ma túy. Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về công tác phòng chống ma túy, nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, từ đó nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hoạt động của tội phạm ma túy, nhằm phát huy trách nhiệm của toàn cộng đồng cùng tham gia phòng chống, đẩy lùi ma túy trong học đường. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự dịp trước Tết Nguyên đán năm 2019, mới đây Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai thu hồi công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo tại địa bàn cơ sở. Hàng trăm loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ như pháo, đạn súng đã được đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm thu hồi. Trong số này, nhiều loại vũ khí thô sơ có tính sát thương cao như phóng lợn, đao, kiếm tự chế cũng đã được người dân tự giác giao nộp lại cho các cơ quan chức năng. Đây là hoạt động thường xuyên của Công an quận Hoàn Kiếm nhằm góp phần phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ hoặc công cụ hỗ trợ, đồng thời đẩy lùi các nguy cơ sử dụng vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh từ cuộc sống. Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp trước Tết Nguyên đán, mới đây Công an quận Thanh Xuân vừa bắt giữ Nguyễn Mạnh Đoàn, sinh năm 1987, trú tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, và Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1993, trú tại đội 2 tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, về hành vi trộm cắp xe máy. Các đối tượng khai nhận do cần tiền ăn tiêu nên Đoàn và Tiến đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Khi đi lang thang tại khu vực phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân với mục đích săn hàng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Nguyễn Mạnh Đoàn là đối tượng đang bị Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội truy nã. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Tuyến đường từ cầu Vĩnh Tuy nối dài theo đường Minh Khai đến ngã Tư Vọng từ lâu đã là một trong những tuyến chịu áp lực giao thông lớn nhất của Hà Nội. Nguyên nhân do đây là khu vực có mật độ dân cư cao, các cửa hàng san sát, trong khi lòng đường nhỏ hẹp, nhiều nút thắt, không đáp ứng được nhu cầu giao thông. Chính vì vậy, dự án đường Vành Đai 2 được kỳ vọng là tuyến giao thông huyết mạch, khai thông điểm nóng ùn tắc này. Tuy nhiên, sau một thời gian tiến hành phân luồng, tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đường Minh Khai, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động để phục vụ thi công giai đoạn 1 của dự án này đã gặp phải những khó khăn nhất định. Ghi nhận của phóng viên bản tin 141. Trên tuyến đường Minh Khai, bắt đầu từ cầu Vĩnh Tuy tới cầu Mai Động, các đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn 1/2 mặt cắt đường tại 6 phân đoạn thi công. Lòng đường bị thu hẹp khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này càng thêm khó khăn. Không chỉ trong giờ cao điểm, ngay cả trong giờ hành chính, giao thông ở cả hai chiều cũng luôn ở trong tình trạng mật độ cao. Quanh cái khu vực này có hôm tắc lên nửa tiếng, có công an thì người ta nó vẫn ấy, không công an nhé, thay nhau nó vượt. Thi công thì không tránh khỏi được, rất may là tôi cũng làm ở trong chỗ Tham City này thôi, thì thấy cái đội ngũ nhân viên của Tham, họ cũng nhiệt tình, họ ra họ dẹp đường, chứ không thì không có đội ngũ này thì khẳng định luôn là tắc suốt. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động tại khu vực thi công, chịu trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến và khu vực nhà dân hai bên đường. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí phân luồng tránh tình trạng ùn tắc cục bộ đoạn qua cầu Mai Động, nơi có hai ngã tư ở hai đầu cầu luôn trong tình trạng mật độ giao thông cao. Tuy nhiên, đôi khi ùn tắc lại xuất phát từ lỗi của một số người tham gia giao thông. Muốn khuyến cáo người tham gia giao thông, một là phải nêu cao cái tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông, rồi nghiêm chỉnh chấp hành cái sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như là của đèn tín hiệu giao thông, và tự mình phải nêu cao cái ý thức về cộng đồng, chung tay với các lực lượng để đảm bảo giao thông trong cái dịp thi công cái tuyến đường Minh Khai cũng như là trước và trong và sau Tết Nguyên đán. Đang làm đường như thế này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông rồi, và
Nếu mà người tham gia giao thông mà có ý thức đi lại nó tốt hơn thì cái mức độ bị ùn tắc giao thông nó sẽ bớt đi rất nhiều. Nâng cấp hạ tầng giao thông luôn là việc làm cần thiết để giải quyết tình trạng ùn tắc trong khu vực nội đô. Bên cạnh việc yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, thì việc đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành kỷ luật khi tham gia giao thông của mỗi người dân cần phải được nâng cao. Có như vậy mới hạn chế được bớt những khó khăn trong công tác tổ chức giao thông. Tới đây thì bản tin 141 ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 8:40 ngày mai.